Nơi đâu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi áo đôi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 thì em tiếp tục cân nảy giới thiệu đến các bác có ba combo băng tiếp một loại một nước của Nhật chưa thu nhạc tại Việt Nam. Các bác mua về các bác tự thu giúp em. Đấy, thì gồm 10 cuốn. À, 10 cuốn trong đó có một cuốn 46 phút này, một cuốn 90 phút này, còn toàn bộ lại là 60 phút các nhé. Hiện tại băng có thời lượng 60 phút ở thị trường rất ít có ạ. Và em tặng kèm mỗi lần mua một cuốn băng 30 phút để các bác làm dề hoặc các bác ghi thử thì tùy các bác nhé. Đấy. Và giá thì bên em bán đồng giá là 500.000 một combo, bao gồm phí ship cho bác nào chuyển đổi tiền, còn bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em. Đấy. Đây thì em giới thiệu combo đây, combo có ba combo thôi để em đánh dấu đi. Đây là combo số 1 này, đây là combo số 2 này, đây là combo số 3 này. Đấy, để phân biệt nhé. Bác mua hàng thì các bác nhớ giúp em là combo loại giá là bao nhiêu tiền. Đấy. Và loại nào? Loại tiếp 1 hay loại tiếp 2 thì để em biết thì em trả lời các bác những lúc là các bác có hỏi bâng quơ thì em không biết được là loại nào. Đấy. Thế combo số 1 thì cuốn này cuốn 30 phút rồi thì cái này là em tặng kèm nhé. Đấy. Là gì các bác làm. Một cuốn 90 phút này của Soli này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. À, đây là của UD 160 phút này. Đấy. UD 160 phút thì em gồm có hiện giờ cộng lại 3 cuốn các bạn. 3 cuốn. 3 cuốn giống nhau hết. Đấy. Rất là đẹp nhá. Mới màu xám nhá, màu này rất ít có này. Đợt này cái lô này về em còn có nhiều quăng 60 phút mà đẹp. Đấy. AD của TDK này, thế là đẹp luôn, số siếc đầy đủ. Đây cũng AZ 60 phút này. Đấy. Cuốn này là cuốn đờ lông GS 60 phút này, rất là mới luôn. GS 60 phút là có 3 cuốn cơ nhé, 3 cuốn đẹp như nhau hết. Đây nữa đẹp như nhau hết, thế rất là đẹp. Và cuốn cuối cùng là cuốn 46 phút này, 46 phút của Maxell này, UD1 này. Đây là có một số 1 nhé. Đấy. Giá là 500 ngàn đồng. Đây là có một số 2. Đây là cuốn tặng kèm, cuốn 30 phút của Lationa bằng cỏ đây. Cuốn HFX của Soli. Cửa sổ đi. Này là cửa sổ rộng này. Maxell, Maxell thì cũng có 3 cuốn thôi nhé. Có 3 cuốn Maxell. Đấy, 3 cuốn Maxell. Giống nhau. Số siếc đầy đủ đẹp. Và quân mặc xèo. Đây là quân TDK AD 60 phút. TDK
À, đây 60 phút. Đờ lông, đờ lông cũng có combo này thì cũng có 3 cuốn đờ lông nhé. 3 cuốn đờ lông. Rất là đẹp luôn. Đây ạ, mới lắm. Và một cuốn Maxell UD1 46 phút này. Rồi, đây là combo số 2. Combo số 2. Có giá là 500 ngàn đồng. Tiếp tục sang đây là combo số 3. Cuốn này là cuốn 30 phút của Sony. F 30 phút. Và cuốn là một cuốn 90 phút HFS. Này rất là đẹp. Và Maxell cũng có 3 cuốn. UD1 60 phút này. Nô này em về 60 phút nhiều. 60 phút giờ kiếm cũng rất là khó. 60 phút này, AD này. AD 60 phút này. Đờ lông cũng 3 cuốn nhá. Đờ lông cũng 3 cuốn như nhau hết. Tổng như là cặp ba combo này nó đồng đồng như nhau hết các bạn. UD1 46 phút. Đây là combo số 3. Hai bác nào một combo nào thì liên hệ ngay cho em. Thì tất cả ba combo này nó cũng ngang nhau hết đúng không ạ? Chỉ khác cũng cuốn 90 phút thôi, chứ còn đâu là nó cũng giống nhau hết mà. Đấy. Và đồng giá là bên em bán đồng giá là 500.000 một combo. Đấy. Và bao phí ship cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23 269, em để tiêu đề của video. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc kết bạn Zalo với em đều được nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác video sau ạ.